Thông tin tiểu sử ca sĩ Việt Tú Việt Tú tên thật là Phạm Ngọc Tú sinh ngày 20 tháng 11 năm 1988 là một ca. Sĩ hát nhạc trẻ Việt Tú sinh ra và lớn lên tại Nam Định, gia đình Tú không có ai theo ngành nghệ. Thuật Anh bắt đầu bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp từ năm 2007, trước đó khi còn là Sinh viên thì khán giả thủ đô thường biết đến anh với vai trò là một MC đã từng lọt vào top phía. Bắc Sao Mai điểm hẹn năm 2004, Việt Tú tốt nghiệp cử nhân âm nhạc chuyên ngành thanh nhạc trường đại học Văn hóa Hà Nội bắt đầu bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp từ năm 2007, trước đó khi còn là sinh viên thì khán giả thủ đô thường biết đến anh với vai trò là một MC đã từng lọt vào top. Phía Bắc sao mai điểm hẹn năm 2004, khán giả thủ đô chỉ mới biết đến anh nhiều hơn trong khoảng thời gian 2 năm. Trở lại đây, giành được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả Việt Tú đã cho ra mắt album đầu tay và... Nếu bây giờ, với thế mạnh ở dòng nhạc pop, Việt Tú đang dần khẳng định giọng hát và vị trí của mình trong lòng khán giả yêu nhạc. Hiện tại bên cạnh ca hát, Việt Tú còn được biết đến với vai trò MC các kênh truyền hình của VTV, VTC, VTV Cap và đạo diễn sự kiện các album của anh album trong vòng tay anh Việt Tú album mái tranh Việt Tú album nụ cười xuân Việt Tú album không còn là mùa đông single Việt Tú album giấc mơ yêu Việt Tú album và nếu bay giờ Việt Tú FB Việt Tú singer